Hôm qua tại tỉnh Long An, công ty Four Oranges phối hợp cùng với Hội Khuyến học và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Long An đã trao học bổng cho học sinh hiếu học tỉnh Long An năm học 2022-2023. 400 suất học bổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng đã được trao tặng cho các em học sinh hiếu học, trong đó 300 suất cho học sinh trung phổ thông trị giá mỗi suất là 3 triệu đồng, 100 suất cho sinh viên loại khá trở lên thuộc diện hoàn cảnh gia đình khó khăn, trị giá mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng. Hoạt động này được Four Oranges tổ chức duy trì thường niên trong suốt 16 năm qua. Tính đến nay thì đã có hơn 6.200 suất học bổng và phần quà được trao tặng đến các em học sinh hiếu học tỉnh Long An với tổng kinh phí là trên 18 tỷ đồng.